Tôi nói rồi, tôi không có vô rừng đâu. Tôi bơi dưới sông thôi à. Giống như phía này á, thấy không? Phía này mệt là phía này leo lên người tôi nghĩ mệt. Con cũng vậy, con cứ bơi thôi. Chúng ta bơi khắp thế gian, tôi đã bơi hơn 2 vòng trái đất rồi. Bơi cái này nó là cái gì đâu chứ. Mỗi ngày tôi bơi 5 cây số. Tính đi. Bơi 27 năm rồi. Là bao nhiêu? Nội tạng đã tiến hóa đến mức độ nào rồi? Tất nhiên là miễn nhiễm với tất cả các biến chủng mới nhất của Covid luôn á. Tôi không thể bệnh được. Và tôi giữ bí quyết của làm chủ sức khỏe và trí tuệ đây. Con người không ngừng tham lam, làm hại thiên nhiên và động vật, thì con người không thể thoát được dịch bệnh. Hay à. Phấn này ơi, dở quá. Nè, ôm vô tôi. Nghĩ mệt nè. Đó. Nhịp tim của Phấn này đập ổn rồi đó. Nhớ ngày đầu tiên Phấn này học bơi với Tiêu không? Con quậy như một con điên. Con sợ. Bây giờ con hết sợ rồi. Con đã được sự tự tại rồi. Con đã cảm nhận được nước rồi đúng không? Chỉ có điều là chưa lặn được thôi. Ha? Từ từ con sẽ làm được. Tì không có ganh tị nha. Thôi. Phía này. Ok, phía này bơi tiếp đi con. Bơi cho tới khi nào hết pin thì thôi.